Lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện, khám xét và thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại xuất xứ Hàn Quốc trị giá trên 8 tỷ đồng nhập lậu về Nội Bài, Hà Nội. Bạn đang xem Người đưa tin TV. Ngày 18 tháng 2, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra lô hàng vi phạm thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại. Lô hàng được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Qua theo dõi, nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, ngày 17 tháng 2, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì phối hợp kiểm tra, phát hiện hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính trên 8 tỷ đồng. Đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, mặt hàng test nhanh COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung, khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu. Hiện cơ quan hải quan tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.